Điều quan trọng nhất là phải ra dáng một người đàn ông. Bóng đá không có nhiều người như thế, bên ngoài xã hội cũng vậy. Và khi bạn tìm được một người, hãy trân trọng và giữ anh ấy bên mình. Đó là những lời mà Jose Mourinho đã chia sẻ trước trận đấu cuối cùng của Michael Carrick ở Old Trafford. 2 năm ngồi trên ghế huấn luyện của chiến lược gia khó tính này tại Manchester United cũng đủ để ông nhận thấy những phẩm chất mà vốn chẳng thể đo đạt được bằng những bàn thắng hay những pha kiến tạo. Trước khi nói về cách Michael Carrick trở thành một huyền thoại tại Old Trafford, hãy nói về cách đã đưa anh ấy đến đây. Carrick không giống như những thế hệ 92 tài năng tại Man United. Anh không lớn lên và luyện tập trong lò đào tạo Carrington. Đội bóng mà anh hâm mộ thuở bé cũng chẳng phải Manchester United mà đó là Newcastle. Carrick bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp với câu lạc bộ West Ham United. Anh quyết định ra đi vì muốn chơi bóng tại Premier League. West Ham đã xuống hạng vào mùa giải 2002-2003 và điều đó làm Carrick chán nản. Trong những ngày đi tìm một cái tên thích hợp mà bản thân muốn gắn bó, có lần anh cùng Arsene Wenger ngồi trong cùng một căn phòng nói chuyện về những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Nhưng rồi cuộc gọi mà Carrick trông chờ đã không đến. Màn thể hiện của Fabregas trước Manchester United tại Community Shield đã khiến Wenger không cần anh nữa. Bỗng nhiên giám đốc thể thao của Tottenham Hotspur liên hệ và Carrick đã đồng ý ngay lập tức. Nhờ vậy mà 2 năm sau, với bản đồng trị giá 16,8 triệu bảng, Carrick mới trở thành một phần của Old Trafford. Người hâm mộ đội bóng này dĩ nhiên không hài lòng một chút nào. Họ mong chờ một ai đó năng nổ và mạnh mẽ giống Roy Keane chứ không phải một cầu thủ đầy vẻ điềm tĩnh và thư sinh như anh. Một nhà báo thân với Manchester United khi ấy thậm chí còn viết: Sir Alex sẽ hủy hoại di sản của mình mất thôi. Michael Carrick tư mang về một biết lô khi bạn đang cần một Gattuso, một miếng băng gạc cho một vết thương nghiêm trọng, một miếng băng gạc đắt tiền và không cần thiết. Nhưng Carrick cũng không cần tỏ răng bặm trợn, hung hăng như cựu thủ quân huyền thoại để chứng tỏ điều gì cả, mà anh chứng minh nó theo một cách hoàn toàn trái ngược, đó là sự điềm đạm. Sự điềm đạm và chính xác trong từng đường chuyền cũng như khả năng lấy bóng trong chân đối thủ một cách nhẹ nhàng nhất. Những thứ mà Carrick thể hiện trong sắc áo quỷ đỏ khi ấy đã không khiến ít người kinh ngạc, bởi Carrick thực sự chẳng khác nào một quý ông ở trung tâm. Không quyết liệt, dữ dội hay tiểu xảo, những điều mà Carrick thể hiện trên sân bóng lại lịch thiệp đến khó tả. Nếu ai đó chơi xấu anh, Carrick sẽ đứng dậy đá tiếp mà không phàn nàn. Nếu trọng tài thổi phạt anh ở một tình huống chẳng xứng đáng, Carrick lặng lẽ bước đi mà chẳng chút mảy may khó chịu. Thế Carrick sẽ làm gì để tỏ ảnh hưởng trên sân bóng? Đơn giản, anh kiểm soát trận đấu bằng cái đầu bắt học của mình. Chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu, Carrick thường xuyên là người nhận bóng từ các hậu vệ để phát triển lối chơi của toàn đội. Nhiệm vụ của anh chính là người cầm nhịp trận đấu. Với một tư duy chiến thuật nhạy bén, Carrick đảm đương trách nhiệm phân phối và liên kết lối chơi của toàn đội. Chơi tốt cả hai chân, chuyền dài hay chuyền ngắn càng tốt, anh chính là chất keo kết dính hoàn hảo cho toàn bộ 11 con người ở trên sân bóng. Không chỉ là người phân phối, điều tiết lối chơi, anh còn là người giữ nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ. Anh không vội vàng trong các tình huống tranh chấp bóng. Anh phán đoán được ý định của đối phương ngay từ sớm. Có thể nói, Carrick là một trong những cầu thủ có khả năng đọc tình huống tốt nhất. Cũng vì chơi ở vị trí này mà Carrick dường như là một trong những người cuối cùng được nhắc sau những chiến thắng của Quỷ Đỏ. Đôi khi những người theo dõi ở thời điểm ấy còn chẳng hiểu anh đóng góp điều gì ở trên sân. Triết lý tốc độ cố đá anh khiến nhiều người hâm mộ ở đây khó mà nhìn ra hết những vai trò của Carrick. Nhưng kể cả thế thì chính Sir Alex Ferguson không tiếc lời khen rằng Carrick là tiền vệ người Anh xuất sắc nhất trong thời đại của mình. Trong khi đó, những cầu thủ tiền đạo thường chơi với Carrick như Ronaldo, Robin van Persie là người hưởng lợi nhiều nhất. Bởi vì họ chỉ cần di chuyển với một đường phất nhẹ nhàng từ Carrick, bóng sẽ đến chân tiền đạo ở tư thế thoải mái nhất. Sự cống hiến thầm lặng của anh chính là phẩm chất quý giá nhất mà không phải ai cũng nhận ra, nói không hoa. Triều đại huy hoàng nhất của huấn luyện viên Alex Ferguson đã bắt đầu khi mang tiền vệ này về với Old Trafford. Tính cho đến khi vị cha già của quỷ đỏ giải nghệ, Man United gần như vô đối ở ngoại hạng Anh cũng như tung hoành khắp châu Âu. 5 chức vô địch Premier League, một lần lên ngôi tại Champions League cùng 2 lần có tên tại trận chung kết Champions League 2009 và 2011. Manchester United chỉ thua trước một Barcelona hùng mạnh với một triết lý tiki-taka trí danh của Pep Guardiola. Thậm chí sau trận chung kết tại Wembley, huấn luyện viên Pep Guardiola không ngần ngại cho rằng Carrick là cầu thủ duy nhất của Manchester United có thể lọt vào đội hình đang ở thời hoàng kim của Barca. Cũng kể từ chức vô địch Champions League gần nhất của Manchester United vào năm 2008, lần lượt những con người của thế hệ vàng Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo đã ra đi. 10 năm sau, người ta nhìn lại bức ảnh cũ đã chụp anh cùng những người đồng đội hôm đó và chợt nhận ra Carrick là người còn lại cuối cùng ở Old Trafford trong đội hình đã đem về chiếc cúp Champions League lịch sử. Dù vậy, bản thân Carrick chưa bao giờ cầu mong vào những lời tung hô từ phía tất cả các cổ động viên, kể cả cấp độ đội tuyển quốc gia. Michael Carrick vẫn thường xuyên bị đánh giá thấp,
anh chưa bao giờ là sự ưu tiên lựa chọn trước những Frank Lampard và Steven Gerrard hay thậm chí là cả Jordan Henderson. Đến bây giờ người ta thậm chí vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới lại bị ghẻ lạnh như vậy. Carrick từng thừa nhận anh cảm thấy chán nản khi lên tuyển và hay khi huấn luyện viên không triệu tập. Thay vì bao biện cho bản thân, anh thường hay nhận lỗi về mình. Có thể mình có cơ hội nhưng chưa thể hiện rõ được bản thân. Hệ quả là trong từng đấy năm, Carrick chỉ ra dân 34 lần và có một lần xuất hiện ở giải đấu lớn. Đúng là Carrick chưa bao giờ cầu mong sự tung hô, nhưng không vì thế mà những công viên xứ sở sương mù mãi để anh đứng bên lề của sự cuồng nhiệt. Trong những quốc ca thường hay được cổ động viên hô vang trên khắp các khán đài Old Trafford, người ta vẫn thường hát về tiền vệ mang áo số 16 như sau: anh ta là Carrick, anh ta có thể chuyền bóng, anh ta có thể soạt bóng, anh ta có thể chạy, ô ô ô, anh ta là Michael Carrick. Dù những cú tắc bóng chuẩn xác hay những cú sút tung lưới đối thủ xuất hiện với Carrick không nhiều, nhưng từng khoảnh khắc mà anh có được đã in đậm trong lòng người hâm mộ đội bóng. Đó là màn trình diễn tuyệt hảo của Carrick đã góp công không nhỏ trong cuộc lội ngược dòng ấn tượng của Manchester United trước AS Roma tại tứ kết Champions League 2007. Từ giữa sân, Carrick nhận đường chuyền của Ronaldo bên hành lang phải, mất một nhịp chỉnh bóng trước khi vẽ nên đường cong tuyệt đẹp, mang về bàn thắng mở màn cho buổi đại tiệc tại nhà hát. Sau đó, từ một pha bóng chết sang hướng trái bên ngoài vòng 16m50, Carrick tiếp tục tung ra cú róc két khiến thủ thành Denny bên phía đầu khách chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng. Cú đúp ấy đã đi vào lòng người hâm mộ quỷ đỏ. Mãi cho đến bây giờ, các cổ động viên của Manchester United vẫn cho rằng đây chính là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của Carrick. Một bước ngoặt lớn để giúp anh trở thành một trong những tiền vệ chủ chốt sau này ở sân vận động Old Trafford. Và cũng ít ai biết rằng, một con người lúc nào cũng điềm đạm như Carrick lại từng mang một cơn trầm cảm nặng kéo dài suốt một thời gian. Cơn trầm cảm bắt nguồn từ chính trận thua của Manchester United tại chung kết Champions League năm 2009. Điều mà tiền vệ này chia sẻ rằng đã cốt dường như khiến sự nghiệp của anh lụi tàn. Tôi không bao giờ nói chuyện về Rome với Sir Alex. Tôi không thể. Nó quá đau đớn cho đến tận bây giờ. Gần một thập kỷ trôi qua, vết đen từ Rome vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khi trở lại tập luyện trong mùa giải mới, căn bệnh trầm cảm không buông tha tôi. Mùa giải 2009-2010 là mùa giải tồi tệ nhất của tôi tại Manchester United. Tôi mất phong độ, luôn vào sân với cái đầu lẫn trái tim trĩu nặng, cơ thể tôi còn nặng nề hơn. Tự tin có ý nghĩa sống còn với một vận động viên thể thao. Và khi đã mất tự tin, thật khó để tìm lại. Nhưng sự nghiệp của Carrick vốn là một bản nhạc thăng trầm, thật tuyệt vời khi những nốt cuối của nó đã vô cùng lừng lẫy. Ở mùa giải 2012-2013, Old Trafford không còn chứng kiến một người hùng thầm lặng của câu lạc bộ nữa, mà anh trở thành một người hùng đích thực. Gánh lấy gần như hoàn toàn tuyến giữa, giúp đội bóng thi đấu ổn định trong thời gian dài trước khi cùng Manchester United đạt được chức vô địch Premier League lần thứ 20 trong lịch sử câu lạc bộ. Kết thúc mùa giải, Carrick được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của nước Anh năm đó. Song đó chưa phải là tất cả. Tầm ảnh hưởng, sự quan trọng của Carrick đã thực sự được người hâm mộ của Manchester United thừa nhận. Nắm giữ gần như tuyệt đối số phiếu bầu, Carrick trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm của đội bóng, một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực cùng những cống hiến không ngừng nghỉ suốt một thời gian dài của Michael Carrick. Bước sang tuổi 36, khi nhận ra cơ thể đã không còn có thể đáp ứng cho những trận đấu chuyên nghiệp nữa, Carrick đã quyết định giải nghệ. Anh đã có thể đi đâu khác, chơi bóng thêm một vài năm ở những đấu trường mức độ thấp hơn, nhưng Carrick đã chọn kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford, nơi mà anh nói là ngôi nhà thứ hai của mình. Và trong trận đấu cuối cùng tại đây, Carrick đã để lại một dấu ấn vô cùng đậm nét, một nốt nhạc cao trào cuối cùng trước khi đôi chân ấy giã từ sân cỏ. Lão tướng người Anh thực hiện đường chuyền vượt tuyến mang đúng thương hiệu cho Juan Mata thoát xuống, chuyền ngang cho Marcus Rashford đệm bóng vào khung thành bỏ trống, mở tỷ số ở phút 35. Anh thi đấu 85 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Paul Pogba. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt để tri ân những cống hiến trong suốt 12 năm của tiền vệ người Anh. Đến bây giờ, Carrick đã không còn là một người hùng thầm lặng nữa. Bạn vẫn nghi ngờ điều đó ư? Cứ hỏi cổ động viên Manchester United xem, họ nhớ anh đến nhường nào thì sẽ biết.